gocho ong chumnuoy prah prakas banto kai tamnar ka nite pithi samnaka hai to tani phdal vithika chun teu sak mantvi no mok tamnang dam nang rap rap ni banto tveu reithanathan banchop kai pithak ni dol robas khluon som akon lok prathean som grop lok prathean lok usai chai krom phieki nang sathina chun sai che thmey khnyum nang banchop ka thlaing doy ptol mot ampi ve Can thu tục bông nên từ chuẩn chất jam. Đang bận đang rót vinh niệm niệm này. Bàn phật đo khay cam ông pi chia sẻ nặng cam đại phụ quan bàn từ tuồng rong. Đang bận đang rót vinh ní bàn bị pon ní ông pi tục vinh ní đại phụ kê từ tuồng rong đời xa sa ma chực cua xa rồi bảo kê bàn bắt khluôn rứ có slap được không rồi bỏ nu. Phụ kê bàn phật đo khay cam ông pi ca chư jam đại phụ kê bàn chụp bờ te. Đời xa mình bán bắt đầu bắt sát sản ở bọc luôn. Đang bắt đầu rồi với những pin nhé, bán bắt đầu khai cam thả phụ kê bán bắt đầu chứ mua. Đang bây lẽ ở tạ sinh nhiên ở bọc phụ kê thả chìa chuẩn chìa chèm. Mình ảy kết đẳng. Đang bắt đầu rồi với những phía tràn, bán bắt đầu khai cam ẩm phí chế sản ạ cam lờ rũ đường cài đòi bắt đầu. Nâng phơi chất đại phụ kê tự túa. Đời xa phụ miên à hạ bò đẹp hốc, nâng ca bằng khóm ai thua ca phụ khẩm lăng. Phụ kế có bàn rộng lực phong đáy ông bí ca phê khai chìa bà chăm nâng ca khơi nhỏ ông bơ hăng xa rư ca cùng rìm cùng hành bà ông bơ hăng xa tờ lơ nét ở tây đài nơi chung vinh luôn rồi bọc phụ kế đàm bật năng rộng vinh ní có bàn bắt đầu khai cam phong đáy ông bí chìa sẽ nạng cam phát xong bà rẽ đài phụ kế bàn tử tù rộng đàm bật năng rộng vinh ní bí bọn ní ông bí rộng biếp đài chỉ vì phép rút nâu nâng cái đây sẵn khâm rồi bỏ ở xâm rạp bộ kê dụ ông vang trở bàn cắt bàn thói nâng đôi xa bộ kê bộ miệng ở ca tổ tuôn nâng khôn ca ọc rùm rư đôi xa cua xa rồi bỏ kê bàn bàn bóng trọng thẩm bàn ọ hai nơi tí chông bàn chọc xa khai cam rồi bỏ bộ con trở bàn lực lăng hai chỉ vì xe trở bàn lục xong mình quam trô hai nâng bàn lực chào chia sầm nùa tam ra dạ lục và thiến sau bàn cá tư chun chọc chọc đại khi nhóm sống ảnh nhạc bằng trang video tí buồn đại thay đòi lục xong mình đổi tỏ tới này ta muốn hát ở với bàn chia một mắt chúng nưa sạch na thì ơ đôi chìa khuyên bạc sạch na thì bạc chìa chân chịt chám cơ rộng ca thù tục bục ninh cụt bê vì lìa bạn chân chịt chám đã ruột nơi sọc mái nơi bị chân chạy khám chìa cổ anh ta chọn bán rút nơi ở miền sắp hẹp cổ đôi chân chết khả mạng đài công bà tái tôi mùa vĩnh quạt bàn tổ tùa rộng tục về tình yêu chỉ tràn nước nông ở xa máy bị đóng bơ mê xa một bọn buồn rồi chất sắp răm là hô tất đo bà môi mạng ra một bọn buồn rồi chất sắp buồn nhóm xong thay anh sạch đầy xoắn than tâm ni nâng xong về tình ca bắn to tây về tình ca bắn to chun lục xây mê tử vi nông mộng ảnh rã chết lục xây mà ri ghi rô đồng bây thay nhóm bí cao thư tục bộng ninh từ lửa chân chết Việt Nam xung lục bộ thiên ảnh nhạc Đà, ôi mẹ ảnh nhạc Monsieur le Président Monsieur le Président, Madame, Messieurs du Tribunal, bonjour à tous. Je vais consacrer cette session à vous parler tout d'abord du traitement réservé aux Vietnamiens, puis de la question de la régulation des mariages, et je ferai ensuite une conclusion sur la valeur probante des dépositions des participants.
Sur la question du traitement réservé aux Vietnamiens pendant le régime, votre chambre est saisie d'une ordonnance de clôture qui a considéré que les Vietnamiens constituaient un groupe national, ethnique et religieux. Vous êtes saisi de faits liés à l'expulsion de personnes d'origine vietnamienne en 1975 et 1976 et de meurtres de masse ciblés contre des civils vietnamiens à Prey Veng, Svay Rieng, mais aussi dans d'autres endroits au Cambodge, listés au paragraphe 803 de l'ordonnance de clôture, et notamment à Krathit. Dans le cadre de ces meurtres ciblés, vous devrez vous prononcer sur le fait de savoir si ceux-ci ont été commis sur la base de la descendance matrilinéaire. En totalité, 73 parties civiles ont été admises à participer à la procédure sur la base du préjudice subi en lien avec le traitement des Vietnamiens. 7 parties civiles sont venues déposer à la barre à ce sujet. La partie civile Chiang Kai-shek est le seul Vietnamien de souche qui est venu déposer à la barre. Les 6 autres parties civiles sont des Khmers de souche qui ont déposé sur le sort de leurs proches ou voisins qui étaient d'origine vietnamienne. Chiang Kai-shek a relaté sa déportation vers le Vietnam en 1975. Lui et Prak Dun, une autre partie civile, ont déposé sur leur expérience dans la province de Kampong Chnang. Deux parties civiles, Lat Kri et Dun Un, ont déposé sur les meurtres de leurs proches, tous d'origine vietnamienne, dans le village de Puchen Tam, dans la province de Prey Veng. Les dépositions de ces parties civiles ont permis d'établir que tous les Vietnamiens de souche qui vivaient à Puchen Tam en 1977 avaient tous été emmenés et n'avaient plus jamais été revus. Une autre partie civile, Siang Chan Thi, a témoigné lors de l'audience sur l'impact des crimes en lien avec le traitement des Vietnamiens dans la province de Svay Rieng. Un Chun Lai, enfin, a déposé sur le meurtre de sa femme vietnamienne et de leurs enfants en septembre 1978 à Krathit. Je souhaite me concentrer lors de cette présentation sur les extraits de déposition de parties civiles qui pourront aider la Chambre à caractériser les éléments de deux crimes pour lesquels les accusés sont jugés, le crime de déportation et le génocide par commission de meurtre. Chiang Kai-shek, je l'ai dit en introduction, est une partie civile qui est un Vietnamien de souche. Il est né au Cambodge et il vivait à Kampong Chnang jusque quelques mois après avril 1975. Un mois après avoir assisté au massacre de sa famille, auquel il a survécu, Chiang Kai-shek a entendu dire que les Vietnamiens devaient rentrer au Vietnam. Il avait aux alentours de 13 ou 14 ans quand il a pris le bateau de Kampong Chnang à Phnom Penh. La partie civile décrit, et je lis son transcript. Ils ont choisi les gens qui montaient à bord du ferry. Ils ont demandé qui était vietnamien, qui était chinois, qui était khmer. Et comme les Vietnamiens parlaient le khmer avec un accent, il était facile et rapide de les identifier. Les khmer, quant à eux, on pouvait les identifier immédiatement grâce à leur faciès. Et s'ils parlaient le vietnamien avec un accent, ils ne pouvaient pas monter à bord.
Quand il est arrivé à Neklung, dans la province de Preiweng, Chiang Yai-chet décrit comment du sel et du riz a été échangé entre les Cambodgiens et les Vietnamiens. Et c'est l'extrait vidéo numéro 1 où Chiang Yai-chet décrit cet échange. Nhưng tới khi nông nâng nhầm score ra mình khi mà nhưng tới sài gòn nâng đai nhầm lưu cô mình khi cái dục bờ được co mau sài gòn khang khmai như thế này hay nhầm tới sài gòn co bờ nâng tới sập tê du như thế này vì cuộc sống lây thà Việt Nam cái là cái dây mục không chẳng đại cái thà rồi sống rúa nâng co bờ như thế này đâu lúc lúc ai tới sập du như thế này nhân lời xã tăng nông nâng nâng kia hồn ao nhân lai xã hiện xã tăng nông nữa thấy khi chăm không bẩm bờ ngay nơi xã hiện nâng cái bàn cái sinh nhê một đấy cái bàn cái chung từ tập chu tập phật bàn tương tương hai tập chu thấy cái ao nhân nâng Les partis civils, LACRI et Don Un, ont déposé au sujet de meurtres de personnes d'origine vietnamienne qui sont survenus dans le village de Phu Chen Tam, dans la province de Preiweng, en 1977. La partie civile, LACRI, est l'ayant droit de la partie civile LACNI, qui est une des nombreuses parties civiles qui est décédée avant la fin de ce procès. LACNI était mariée à une Vietnamienne de souche et les deux frères vivaient dans le même village de Phu Chen Tam. LACRI a été témoin direct de la disparition de la femme de son frère d'origine vietnamienne et de leurs 5 enfants. Je voudrais maintenant que vous puissiez voir la vidéo numéro 2 où LACRI explique avoir personnellement assisté à l'arrestation de la femme de son frère et de leurs enfants. Là cái chậm xa nâng tới ở là tiệt xe bàn côn đằng o nâng là tiệt xe chỉ muốn nhẹ côn nó ở toàn vô ở mấy bong nó từ lên phơi cà chay ấy ở chợ từ vô bị bong nó ở màu ở màu ấy xa nâng nâng côn buôn nhẹ nâng cứ đặt tiệt xe cứ muốn bạt khơi cứ chợ một ngày nhẹ từ vô hay pi nhẹ để chúng ba học con nưng cứ nặng nó mà tiếc xe từ hay ấy phùng quay nưng nhẹ thì vô con bong nưng con bong đục đục con màu hay chạm cơi và nó xe phải chỉ tới chai hỏi bắn con từ tam còi khởi chứ ba bắn bắn khởi chứ ba con bong thì mới chúng nó đã lít nè cả tới nó ở độ 4 năm đã lít hay đà la nó là dụ đọc pi chân năm còn thì pi còn thì bấy chúa dây mai dụ bùm bè chân năm mà còn thì buôn nó à dụ về à dụ nè bấy chân năm còn thì buôn còn thì prap pi chân năm còn tôi thì tôi này vững bảy LACRI a témoigné en audience sur les souffrances endurées par son frère à la suite de la disparition de sa femme et de ses 5 enfants. Et je souhaiterais maintenant que nous puissions voir la vidéo numéro 3 où LACRI s'exprime. Khi ông bà
ai đi rồi ông bị bong mua lại ní nước bàn mua lại ní nước đọc đua từ lọ phải có đào phải để pi cái lô đòi giúp phải chỉ mong cầm mũi là những con vừa từ lọ mà vinh một tia vinh một tia con từ giờ hai tháng con sẽ đặt lắng ở giáp pi pram con sẽ đặt hãy đào ốp từ buôn kia đào ốp từ côn kia con chuột con đặng là lấy cả đi đôi khi lại đi những cái giáp pi pram khai cứ từ con sẽ đặt pram khai đời chứ cứ pi đại con nước pi côn chỉ thay côn từ buôn kia ôn từ buôn chăng hãy côn chăng và là bộ nó cái đăng kỳ mình bạc căn con tên vô đăng là con cho đắc coi vừa kỳ vô bộ phôn con tới ô hỏi con cho đắc coi cho đắc đôi chứ này hỏi cái thằng kỳ mình bạc cây bạc căn con thì vô lại đi nữa. La partie civile donne un à déposer sur le sort de son mari, Thep Choi, qui était vietnamien d'origine. Thep Choi a disparu en 1977 et la partie civile, Don Eun, ne l'a jamais revue. Elle a indiqué à la barre, et je la cite, on lui a demandé d'aller couper des lianes de Rompot et après cette mission, il n'est jamais revenu. Il a tout bonnement disparu. C'était pendant la saison des moissons. Moi, j'étais dans les rizières et je m'occupais de la moisson. Lorsque je suis rentrée à la maison, il avait été emmené et je n'ai aucune idée de l'endroit où il avait été emmené. Je ne sais pas où il est allé. Nous allons maintenant dans la province de Svairing, commune de Cham Lang, village de Rusai Prey, où réside la partie civile Siang Chanti. Siang Chanti a déposé, quant au sort de deux familles d'origine vietnamienne, disparues en 1977, alors que les deux filles de la famille avaient été violées. Elle a également déposé sur l'impact que ces disparitions ont eu sur sa propre personne et sur son père, qui était lui-même d'origine vietnamienne. Je voudrais maintenant que nous puissions entendre Siang Chan Ti, et c'est la vidéo numéro 4. Khi giao pi cru khi giao cru sa ti mui tới con sạ buồn đem đại quật chuẩn chị Việt Nam về nông hay đại pa cái nhóm quật bị bạ chặt cru quật bàn khơi cái chập rồng lộ con say từng pi bỏ cru sa Việt Nam đại khi giao từng quật mặc sạ pra mà đại nhóm nông hay nhóm tha ai nhơ cái nhóm khơi cái chập rồng lộ con sạ buồn thân rồi cho nên khi nhom mình chăng ruột tê khi nhom sạch chiêm mình đội kê tê sạch chiêm khâu kê khi nhom mình ở cái giờ tay tê pro cái giờ tay sầm lạp chư nữa nhom ba chỉ thử ăn tắc hiệt thôi cha nhom ai đi bỏ bàn pro chuẩn rong cro pi nè nóng quạt mà đại quất chi Việt Nam hay quất ruộng nơi không phun cho mùi kia nhóm hay quất từng pi nè phơi cà rạch đây cho mùi nhóm pi đây cái chập quất giờ tới nhóm mặt bàn đăng tế bàn tay còn hạ bạt quất bị lại thơ cá nhóm có xua mặt phe ăn sập xua mình mèn xua lư lư tế sập xua kia thà bon sải đi hay năng sải tui tên ai cái tháng cái giờ tôi bay chào hơi đọc bê nó nhằm mọc tè bê giúp bắn lưu sâu ba nhằm sập rạp nhằm tiết có thà câu nơi nông phùm dưỡng cửa xa sạp bùn thân nâng cái giờ tôi bay chào đó hơi đôi chân này ba khá là le père de Siang Chan Ti s'est finalement suicidé, pensant protéger ses enfants et sa femme.
Nous allons maintenant à Trattier où la partie civile Uchun Lai a déposé sur le sort de sa femme qui était une Vietnamienne de souche et de leurs enfants qui ont été tués en septembre 1978 dans l'île de Kbal Khao Trang aux côtés d'autres femmes vietnamiennes de souche et de leurs enfants. Ung Chun Lai explique dans la vidéo numéro 5 les circonstances dans lesquelles il a appris la mort de sa femme et de ses enfants. កូនច្បងឈ្មោះសុធីរាអាយុ8ឆ្នាំកើតឆ្នាំ76មកទល់នឹងចិត្ត8កូនបន្តឈ្មោះសុធីរៈកើតឆ្នាំ1975អរិយឯកូនប្អូនឈ្មោះសុធីតាប្រហែលជាជាង20ប៉ុណ្ណោះទេបាទជាឈ្មោះមួយក្នុងគណៈសហគមន៍នឹងបានចាត់តាំងពួកក្រុមដែលជា មានប្រពន្ធជាកូនកាត់វៀតណាមចៅកាត់វៀតណាមនោះឲ្យទៅកាប់ប្រស័យបងអងថ្នោតនៅឯអូខ្យូងដែលមានរយៈពេលធ្វើដំណើរនោះມັນតិចពី2យប់ទេតាមរយៈកោចៃទូខ្ញុំបានក៏ទៅជាមួយនឹងគេនឹងក៏ប៉ុន្តែដែលក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនតើនោះគឺពេលដែលត្រឡប់មកវិញគណៈសហគមន៍បានហៅ អ្នកទាំងនោះរួមនឹងខ្ញុំបាទផងដើម្បីមកទទួលការអប់រំសតិអារម្មណ៍ពេលនោះដែលខ្ញុំមើលគណៈសហគមន៍បានក្រោកឡើងនិយាយថាសមមិត្តមានគុណសម្បត្តិខ្ពស់ណាស់ជាមួយនឹងបវណកម្មកោយើងសមមិត្តបានខិតខំបំពេញការងារកំចាត់ធាតដើម Quatre parties civiles ont décrit comment ces meurtres ciblaient les femmes d'origine vietnamienne et leurs enfants. Ce qu'on appelle donc la théorie de la descendance matrilinéaire. Lac Cri et Dun Un se sont exprimés sur le sort réservé à la femme de Lac Nhi. La partie civile Prak Dun, qui habitait dans la province de Kampong Chnang et dont la femme d'origine vietnamienne ainsi que leur plus jeune enfant ont été tués fin 1977. Et enfin, Ung Chun Lai, la quatrième partie civile, qui s'est exprimée sur cette théorie de la descendance matrilinéaire et qui a expliqué que sa femme et ses enfants avaient été tués à Trattier fin 1978 parce que sa femme était d'origine vietnamienne. Nous allons entendre les quatre extraits de manière combinée, et c'est la vidéo numéro 6. អាចដឹងថាបើសិនជាប្តីនឹងខ្មែរគឺអត់មានយកកូនតែមួយទេអត់មានទេហើយបើប្តីបើប្រពន្ធនឹងវៀតណាមគឺទាំងកូនទាំងប្រពន្ធទៅហើយបើសិនជាប្តីនឹងវៀតណាមប្រពន្ធនឹងខ្មែរគឺយកតែប្តីទេអត់មានយកកូនទេថាម៉ែយួនណាគឺយកទៅហ្នឹងថាម៉ែយួនគឺយកទៅហើយ Mùi kiếm tục ở phòng
kê vi mình chạp mên cả nông ọt miên nà dâu tàu tí mai con khmai à mai khmai con mai ọt dâu tàu tí kì dâu tàu tàu bọc tí và là con hôm nơi ngó vô kì dâu tàu 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 hơi liệp chết vật bằng dòng tay chuyện chuyện với nam giờ tới tận ô hai viêm tóc đây nó nóng không tổ mai mai giờ tập đây tới tới này chuyện chuyện Việt Nam cái thứ giờ đây tới còn làm tại bờ chuyện chuyện mai dương thì mà đai nơi ruột chân đây kia ở đây tới chỉ muối con nó còn nơi ruột đài mà កូនខ្ញុំបាទនឹងដឹងច្បាស់ហើយថាប្រព័ន្ធនឹងកូនជាវៀតណាមដូចនេះកូនគឺជាចៅកាត់វៀតណាមពីព្រោះទ្រឹស្ដីរបស់មេដឹកនាំជនខ្ពស់នឹងអ្នកទទួលខុសត្រូវព័ន្ធនេះរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមទាំងអស់ថាជីស្មៃទៅជីទាំងរឹសបាននេះថាបើយកប្រព័ន្ធនឹងកូនដែលជាចៅកាត់វៀតណាមអាចៅទួតចៅលួតចៅអីក៏ដោយ Je vais maintenant passer à la régulation du mariage. La Chambre est saisie de faits liés au mariage d'hommes et de femmes pendant le régime du Kampuchea démocratique sur l'ensemble du territoire. 25 parties civiles ont déposé sur ces faits pendant le procès. 12 parties civiles ont témoigné durant le segment concernant cette question précise des mariages. 8 parties civiles appelées à déposer sur d'autres faits ont également été entendues sur leur propre mariage et 5 parties civiles ont déposé sur le mariage de leurs proches. L'ensemble de ces 25 dépositions est analysé dans nos conclusions finales. Les mariages décrits à l'audience par les parties civiles se sont déroulés sur toute la période du Kampuchea démocratique avec 17 parties civiles qui ont déposé sur des mariages survenus pendant la deuxième partie du régime en 1977 et 1978. 7 parties civiles ont été mariées lors de cérémonies réunissant plus de 30 couples. Les mariages se sont déroulés dans toutes les zones du Kampuchea démocratique, zone centrale, zone est, zone nord-est, zone nord, zone nord-ouest, zone sud-ouest, région autonome de Phnom Penh, secteur 105, région autonome du Mondulkiri. Les parties civiles femmes avaient environ 20 ans et les hommes environ 25 ans. Avant de présenter certaines de ces dépositions, je souhaiterais m'arrêter quelques instants sur une question juridique essentielle. Et cette question est la suivante. De quel crime parlons-nous exactement? Quels sont ces éléments constitutifs qui doivent être prouvés au-delà du doute raisonnable? Ces questions se posent parce que si nous savions depuis le début de ce procès que l'éventuelle criminalisation des mariages se ferait nécessairement sous la forme d'autres actes inhumains, la Cour suprême a clarifié les éléments de ce crime dans sa décision rendue en appel dans le dossier 2.1, alors même que le segment sur le mariage devant votre chambre s'était achevé. Slash mouille.
La Cour suprême a considéré qu'il était anachronique de caractériser des crimes, et il s'agissait dans le dossier 2.1 du crime de transfert forcé et du crime de disparition forcée, au regard d'éléments qui n'étaient pas encore cristallisés en 1975. Ce même raisonnement s'appliquera nécessairement à la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire celle des mariages. Il nous semble dès lors important de détailler la feuille de route donnée par la Cour suprême et de voir comment elle se déclinera sur la question des mariages.